Vừa rồi thì mình vừa cùng cả nhà tô xong thì một chú bé người gỗ và một chiếc chìa khóa như này. Nếu như mà cả nhà yêu thích video tô tranh của mình thì cũng ấn like, share và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau. À, nhắc đến vụ Hà Nội đông đúc với lại sợ bắt cóc là một vụ này ở chỗ chị. Nhà lại có hai thằng anh em trai. Thế là xong rồi. Hôm đấy thằng anh nó đi học về sớm, xong nó đi qua lớp mẫu giáo của thằng em, nó hốt mẹ thằng em về. Từ 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 cái gì cơ, cái gì cơ? Thằng anh lớp 2, với lại thằng em tầm lúc đấy là 4 tuổi, nó là học mẫu giáo. Thế bình thường thì ông sẽ đèo thằng anh đến đón thằng em. Thế là hôm đấy tự nhiên kiểu như mà thằng anh nhá, nó tự đi bộ về, xong nó đi qua nó hốt luôn thằng em về. Đây là hai anh em về nhà rồi, mẹ nó thì đi làm về xong rồi bắt đầu qua đón thằng em về, còn thằng lớn thì ông đón về. Thế là xong rồi, ông thì cứ ông tu về nhà, thấy hai đứa chễ chệ nhà thì không làm gì cả. Còn lại là cô giáo nhá, cô giáo thì cứ nghĩ là thằng anh vào thì ông đứng ở ngoài ấy, thế là nên là cũng cũng cứ nghĩ là ông đứng ở ngoài rồi thì cho thằng em về luôn với thằng anh. Thế mẹ về đón bảo là ô thì em tưởng là ông đón về rồi. Thế mẹ nó hốt hoảng, mẹ bảo chứ không, ông làm gì là đón Thì ông nói về thật đúng không? về đâu, không ông đón về, Thằng anh đó về à? thằng anh tự tự đi bộ về xong tự đón về luôn, Tự đón thằng em về. tự đón thằng em về. Xong mẹ hớt hải bảo là chết. Xong là cô giáo bảo là em thấy thằng thằng anh qua đây dẫn thằng em về mà. Thế thì gọi điện về nhà đi. Ừ, gọi điện về nhà. Thì thấy bọn con ở nhà đi. Ừ, đầu tiên là gọi điện cho chồng bảo thế anh có đón thằng thằng cả hai thằng về không, gọi điện cho ông. Lúc đấy nó chưa về đến nhà đâu, gọi điện cho ông thì ông bảo là không, ông chưa đi đón thằng anh mà. Thế bảo chết mẹ rồi, hai đứa này đi đâu rồi? Đúng rồi, thằng nó dẫn thằng em nó về nhà đấy. Nói chung là sẽ vẫn nhớ đường, nhưng mà ý là mình chỉ sợ cái gì thôi. Nói chung là mình vẫn sợ thôi, là Trong vòng bố 50 mẹ phút nữa là mẹ nó gọi điện hết. như như em kể với chị đấy, hồi em mới ngày đầu đi học mẫu Đi mẫu giáo giáo đấy, kiểu như em hôm nay mày mò được về nhà vẫn đấy. mò được về nhà đấy. Nhưng mà cô giáo phải sợ chết điếng rồi. Nhưng mà đương nhiên là người lớn, là bố mẹ mình thì mới sợ thôi, còn mình thì mình chả sợ gì đâu. Nhưng bố mẹ mình thì Thì sẽ về sợ. mặt mặt thằng anh kia chả nó bảo là ưu thì tiện lúc, tại vì con về thì con dẫn luôn em về, kiểu nó hồn nhiên mà nó bảo là thì tại vì con về nó con dẫn luôn em về. Thế mẹ làm cho lần sau mình như thế chứ. Đấy, như em ngày đầu tiên đi học, chắc là lúc đấy tổng khoảng 3 tuổi mà em còn nhớ đường về từ trường trường mẫu giáo về đến nhà. Giờ chưa có bắt cóc mẹ nó, bắt cóc bố mẹ thì Hồi xưa chả có à? Cũng có chứ, nhưng mà nói chung là ít hơn bây giờ. Bây giờ ở quê thôi cũng đã có rồi, nhưng không phải là ở ngoài thành phố đâu. Xin chào cả nhà đến với kênh tranh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thôn bức tranh. Cả em bé đang cùng nhau chơi trò chơi và sau đây mọi người hãy cùng thôn bức tranh này cùng với mình nhé. Mình vừa tô xong bức tranh hộp quả cherry. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video hướng dẫn tô tranh của mình. Đừng quên ấn like video, subscribe kênh để ủng hộ cho mình có thể ra nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào.